mình chạy cái xe lên thế này ấy, mình ghìm cái xe thôi mà nó mất sức ta. Nó mất sức đấy thôi, cái tay của mình mà cầm cái điện thoại chụp hình mà nó cứ rung luôn. Giống đường này giống như đang đi xuống một cái thế giới nào đấy. Đằng cái ba mình đang đi số 1 đấy, nó ghì cái bánh lại. Cái bánh đằng sau nó cứ lết, nó trượt qua, nó trượt lại. Ui giời ơi, nó xong. Đấy, tí nữa thì có phải là quăng xe không? Mình đã tới được Han Bán Thắm rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ một mình một xe chạy thẳng lên trên cái đường đấy. Thì đây là cái đường mà để đi lên hang này. Thì cái đường này mình thấy cái nó nói chung là cái độ dốc nó cũng tương đối đấy, không phải là đơn giản đâu. Nếu mà đi xe không ấy thì nhẹ nhàng, không có sao, nhưng mà cái đi mình đi xe hai thùng thì khả năng là cũng hơi ì ạch một tí. Chỉ ngại cái là nếu mà có xe từ trên đi xuống ấy, thì khá là căng. Bởi vì cái đường nó nhỏ mà. Thôi thì cứ liều đi ha. Bây giờ sẽ chạy thẳng lên trên cái hang đấy và xem cái tuyến đường bây giờ nó có dễ lên hay chưa. Và trong hang đấy bây giờ nó sẽ có những cái gì. Ok. Giờ em đi chạy lên cái hang em. Dạ. Vâng đúng rồi, bây giờ chạy lên cái hang mà không biết đường dễ chạy không nhỉ? Nếu mà đi cho nó thì đi. À là còn đường khác nữa. 500m thì nó lường bị tô hết. À. Thế cái đường này bây giờ là đi vào xong rồi mình đi ra bên kia được không? Được hết. À là ngày xưa là nó chưa xây, còn bây giờ là đi thông ra được rồi đúng không? Đi thông ra được, nhưng mà bên này nó đường lớt, bên kia nó đường bê tông. À đường bê tông nhưng mà. À nhưng mà nó qua được đi hết. À. Okay. Ý là bây giờ mình đi lên trên đấy à. Thì còn cái đường nào nữa? Cái đường bên kia đi, anh chỉ là anh cứ đi lên là cứ đi con đường chính, đường to nhất là anh cứ đi. À. Là anh sẽ đi đến điểm mà nó xây ấy. À nó đang xây. Nó xây ấy, nó ra vòng bên này hết. À vâng. Nó cách đây ở đây bên này 100-500m thôi. Nhưng mà cái đường đấy nó bọc vào đâu? Nó bọc vào đâu của cái hang này? Dạ. Là nó đi vào cái khúc nào của cái hang này á? Bây giờ mình đi bên này chạy qua thì bây giờ cái này là đường của lội nó không cho làm thôi. À vâng vâng, không cho làm. Đường vào bản thì anh cứ đi thì cứ đi cho đường lớn khác, nó ra bên bản củ này là cách đâu. À có nghĩa là cái đường trên kia thì nó đây, đi vào bản thôi đúng không? Đây, ở lồi núi kia đấy, nó ra ở cái lồi núi nó hơn cao một tí đấy. À vâng vâng. Nó ra bên cái đây. Vậy là cũng ra bên đấy cũng đi được. À. À đường này cũng lên được mà đúng không? Đường này cũng ok. Vâng, đấy. Giờ em đang muốn lên thử cái đường này trước. Bây giờ em phi lên trước có gì xe mà đổ thì anh dựng lên. Bây giờ anh đi vào đúng không? À anh ấy rồi. Ok đấy, rồi bọn em thì xe như này thì cân 3 cân 4 nó đi được cái máy mà. Vâng, vâng. Có cái là cái xe này nó đằng sau nó nặng ấy. Ừ. Sợ nó lật ngang thì tại xe nó yếu mà. Vâng, để em phi lên nhá. Em cảm ơn nhá. Ông anh ông chỉ đường. Thôi thì bây giờ cứ liều chạy lên. Đường xi măng hết mà. Tuy nhiên là khá lồi lõm nhá. Khá là lồi lõm này. Ui má ơi. Ui cái khúc gấp này. Ui giời ơi. Oai mẹ ơi. Ui sốc thế. Đường nó sốc khủng khiếp. Đợt trước mình đi cũng nhảy tưng tưng luôn. Cái chính ra ấy, là nếu mà cái đường nó không sóc ấy, thì sẽ không có nguy hiểm đâu, nhưng mà do là cái đường nó sóc cho nên là cái đầu xe của mình này nó cứ nhảy tưng tưng qua tưng tưng lại nên là nó mới khó chạy và dễ bị quăng xe. Ui rồi đây rồi, cửa hang này rồi, tuyệt vời, tắt xe cái đó. Đấy, mình đang đứng ở ngay cái cửa hang rồi đây này. Mình sẽ làm vài tấm hình ở đây. Đấy, cái đường lên này ấy, theo mình ấy thì là đường không khó, nhưng mà cái đường nó gồ ghề, nó sóc nảy liên tục, nó khiến cho cái đầu xe của mình nó bị tưng qua tưng lại, cho khiến cho cái việc mà là giữ thăng bằng xe nó bị khó hơn. Đấy, chứ còn đường lên thì nó không khó.
mình chạy cái xe lên thế này ấy, mình ghìm cái xe thôi mà nó mất sức nó mất sức đấy thôi, cái tay của mình mà cầm cái điện thoại chụp hình mà nó cứ rung luôn. Đứng ở đây á, thì đang cảm giác rất là lạnh, và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong hang, mà mình sẽ qua đầu bên kia hang đấy. Và hiện tại thì mình chỉ có một mình thôi, mình đang đi một mình cho nên là đi phải khá là cẩn thận, vì nếu mà không may có gì vấn đề gì ấy, một mình nó cũng rất là khó xoay sở. Nhưng mà sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì đâu. Ok, bây giờ sẽ chạy thẳng vào trong hang mọi người nhá, để xem là hang bản sẩm của 2024 vào tháng 3 nó đã thay đổi như cái gì và có cái điều gì khác thường không. Tóc lông sọc cọc đây. Và trong đây là bắt đầu tối rồi, và trong đây là mình phải mở đèn lên. Ok, với con xe này thì mình rất tự tin về cái ánh sáng, nên là những cái con đường tối tăm như thế này không phải là vấn đề khó đối với mình. Ôi trời, được đúng kiểu đường off-road luôn mọi người, đúng cái hệ cho xe này luôn mà. Tuy nhiên là đi với cái đường này mình thích đi, đi với cái đường này rất là mệt. Đường gồ ghề, khá là gồ ghề nhé. Thì mình sẽ dừng ở đây để soi xung quanh đây cho mọi người coi. Lục ngạn vậy đây, đây là mấy anh em lục ngạn lên đây ghi chữ này, mấy anh em lục ngạn. Ôi dồi ôi, xem nào, đây nó có, trong đây là nó có một cái, trong này nó có một cái hốc này, hang hốc tùm lum hết. Bên trong này thì không khí khá là lạnh và đường thì khô này, tuy nhiên là nó gồ ghề kinh khủng luôn. Mình sẽ đi khám phá từng cái hốc khác một, một mình trong cái hang này. Và bình thường mình thấy người dân hay đi lắm, hay đi qua lại lắm, vì cái đường này vào bản được mà. Tuy nhiên nay lại không thấy người dân, không thấy người dân nào. Đây. Wow. Ôi. Ở trong này nó có một cái hõm khá là to, khá là rộng. Cái diện tích chỗ này rộng phết. Tuy nhiên là khi mà mình xuống xe, mình đi chụp hình thì cũng khá là ghê, vì nhìn đằng sau, nhìn ra đằng sau nó tối tùi, nó không thấy một cái gì hết. Bây giờ sẽ chạy vào tiếp tục xem từng cái ngóc ngách của trong hang này. Một cái đường này nè, đường nó sóc, nó xấu khủng khiếp. Lần trước đi thì có nước, nó trơn, khá là trơn. Ở đây cái đoạn có nước đây, nước thì kệ nước thôi. Rồi. Hết rồi. Cái đoạn này nó cũng khá là ngắn, cái hang cũng khá là ngắn chứ không có dài lắm. Ồ, trong này nó như gọi là một cái đường hầm luôn này các bạn. Đấy các bạn xem này, như một cái đường hầm. Đấy, khủng khiếp chăng. Đường nó loanh quanh thì nó cũng như thế này thôi, không thấy cái gì đặc sắc. Ồ, tại sao cái cây này là để ấy, dây điện, để chống cái dây điện lên. Mình lại cứ tưởng là có xe vô kìa, đang có xe vô, có xe vô. Tắt đèn đi, không chói người, xe của người dân. Mình lại cứ tưởng cái cây đó đang chống đá chứ. Thôi, đây có cái hõm này.
ra tới cửa hang đầu bên này hang rồi. Thấy mặt trời rồi mọi người ơi. Rồi, thì bên này là qua, thì nếu mà đi tiếp cái đường này ấy, nó sẽ ra vào trong một cái bản, và mình nghe nói là đi vào sâu thì nó vẫn có đường để thông qua ra ngoài. Nhưng mà tuy nhiên là lần trước mình đi vào và mình đi sâu vào bên trong ấy, thì người ta bảo là đường vẫn đang làm mà chưa có xong nên là không đi được, đành phải quay lại. Lần này thì mình cũng không có ý định là mình sẽ đi vào để mình trải nghiệm đâu, thì mình đang đi một mình. Bây giờ mình sẽ quay lại cái hang này và tiếp tục đi thôi, tiếp tục quay ngược vào lại. Rồi, lết đen. Khá là mệt các bạn ơi, chạy xe thôi mà cũng vật vã luôn. Đấy. Khám phá hang này là hang bản thẩm ở có người chào chú nhé. Gặp một chú đang chở đồ vào, tuy nhiên là chú thấy đèn xe của mình nên là chú dừng lại để cho xe mình đi qua, vì chú sợ là khi mà chở hàng đi qua nó sẽ khó né tránh. Ồ, ở đây nó có một cái hố này các bạn nè. À, cái hố này nó cũng nông nông thôi, mình cứ tưởng là cái hố nó sâu. Đây, nhìn từ cái view đi ngược lại này, kinh chưa? Rồi, giống đường này giống đang đi xuống một cái thế giới nào đấy. Một mình, một cõi. Wow. Đường này được nhiều người đi vào, được khá là nhiều người đi vào, đi lại thường xuyên, người dân đi lại thường xuyên bằng cái con đường này luôn. Cho nên là nó không có gì gọi là quá kinh khủng cả, không có gì gọi là quá khó khăn, nhưng mà cũng rất là đáng để trải nghiệm nếu mà các bạn chưa có tới đây bao giờ ấy. Và nhất là những người mà đam mê chạy xe khám phá thì chắc chắn là sẽ không bỏ qua cái con đường này đâu. Gọi là con đường này gọi là con đường xuyên hang. Sơn La. Ôi giời, sóc rung mình luôn. Đây. Từ lúc nãy thì mình cảm thấy lạnh lạnh, bây giờ mình chạy xe làm sao mà mình cảm thấy gọi là nóng lạnh luôn rồi. Mồ hôi thì vẫn đổ ra, mặc dù là chưa tới mùa hè đâu, nhưng mà khá là nóng rồi. Thời tiết ở Sơn La mấy hôm nay nó cũng 20 mấy, nó cũng 30 mấy độ. Mà mình thấy cái mặt đường từ dưới bản lên trên đây nó rất là khó chịu nhé. Nó khó chịu là nó gồ ghề như thế này nè, chạy cực kỳ sóc luôn. Tuy nhiên là cái con đường này nghe ông nói là không có được sửa. Đấy. Không được phép sửa. Bởi vậy nên là người dân vẫn dùng như vậy đi thôi chứ không sửa. Đằng trên kia lại có hai cô đang đi đâu về đấy. Mình sẽ xuống đây mình chụp hình một phát. Chào hai cô nhá. Mình đi vào trong trong bản đúng không ạ? Vâng, con đi xem hang. Vâng, đi một mình thôi. Nãy chạy lên cái đường này ghê quá. Cái đường qua hang này là mình có đi xuyên qua đâu được không cô nhỉ? Là ở trên này à? Trên này mới vào được, còn à vâng, là bây giờ mình đi vào xong bên trong này vẫn đi ra được. À vâng vâng. Vâng vâng, đường cũ. Vâng, để tí em đi thử xem là cho nó biết. Giờ chụp cái tấm hình. Vâng vâng.
Rồi, con cảm ơn nhé. Khám phá hàng. Đây, dành cho những bạn nào chưa biết thì cái hang này nó cũng chỉ có ngắn như vậy thôi. Từ mặt đường đi lên đây và đi qua hang nó đâu đấy chỉ gọi là tính một cây đổ lại thôi. Cả chiều dài hang nó khá là ngắn. Nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm và cũng là một cái địa điểm view để check in dành cho những người mà thích khám phá, rất là đáng. Tuy nhiên là cái đường để chạy thì nó khá là sốc và gồ ghề, nên là mọi người chạy cẩn thận, chú ý một tí thì sẽ an toàn hơn. Còn bây giờ thì mình đi xuống và sẽ đi về Mộc Châu để nghỉ lại. Rồi, bây giờ sẽ chạy xuống. Chạy xuống dưới thôi mọi người ơi. Với mình ấy, thường thì mình đi lên mình sẽ thấy ghê hơn là đi xuống. Đi xuống thì mình sẽ đi từ từ. Hello em. Thường thì đi xuống mình sẽ đi từ từ. Và do là mình chống chân được ấy, nên là mình không có ngại. Còn khi đi lên ấy, cái xe của mình nó bị đuối ga. Chắc là do nó yếu ấy. Ui dồi. Đằng cái bà mình đang đi số 1 ấy, nó ghì cái bánh lại. Cái bánh đằng sau nó cứ lết 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 lết, nó trượt qua, nó trượt lại. Ui giời ơi, nó sóc. Sóc cái như là sóc đĩa. Đấy, những cái gờ, những cái cục đá nó lồi lõm lên, nó rất là cao và to nhé. Khiến cho cái đầu xe của mình nó cứ bật qua bật lại, khó chịu và khó chạy. Đấy. Ui, ui, đấy đấy, tí nữa thì có phải là quăng xe không? Đi với cái đường này chả mấy chốc rồi. Thay xe các bạn ạ. Không biết là nó có vấn đề gì không, nhưng mà mình đang cảm nhận là hình như là cái đường thẳng này vẫn đi được. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi thử là cái đường này đáng lý ra là cái chỗ kia là mình sẽ quẹo xuống đấy, đúng không? Nhưng mà đây mình thấy nó vẫn còn một con đường là vẫn đi được, cho nên là mình sẽ thử đi xem là cái đường này nó sẽ dắt đi tới đâu nhé. Và nó có ra ngoài được không? Xem nó có một cái option đường nào khác dễ đi hơn không? Vì theo như ông ấy chỉ và mọi người nói thì nó vẫn có một cái đường khác để lên cái hang đấy. Không phải lên bằng cái đường nhỏ khúc đầu kia nữa. Đường này có vẻ to và dễ đi hơn này. Và mình thấy nó đang dắt vào một cái bản. Đúng rồi, nó dắt ra ngoài lên kìa. Nên là đường này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Ui rồi cáp. Đường này, đúng rồi, đường này nó sẽ dễ đi hơn. Ra được không đây? Ra được mọi người ạ, đường này. Đó, vậy là chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn nhé. Một là thay vì chúng ta lên bằng cái đường bên kia thì nó sẽ dốc và nhỏ, thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái đường gần đấy, kế bên, cũng kế bên sát bên thôi. Nó sẽ to hơn và đỡ bị dốc hơn, dễ đi hơn rất nhiều. Đây, đường này cũng ra tới đường lộ này. Đấy, chuẩn. Chuẩn. Đấy, cũng là kế bên thôi nhá. Đây, vậy bây giờ đi lên trên này một xíu là sẽ vào thấy cái đường để lên cái hang này. Mà đây là cái đường mà mọi người thường đi. Cái đường mà mọi người thường đi là đây, sẽ vào đây và đi lên trên đấy. Thì chúng ta sẽ đi tới khúc này. Đi lên thêm một chút nữa là nó sẽ có cái đường kế bên. Là mình đi bằng cái đường đấy lên thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy nó dễ hơn thật. Ok. Vậy là hành trình khám phá hang Bản Thẩm, gọi là thăm lại cái hang này để xem nó có gì thay đổi hay không. Thì
cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi về Mộc Châu và nghỉ ngơi lại, và ngày mai sẽ tìm một cái gì đó hay ho để mà chơi. Thì trên hành trình chạy xe mà có những cái gì hay ho thì mình vẫn sẽ quay lại để chia sẻ với mọi người ha. Và bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở một video tiếp theo. Bye bye.